Em chưa mặc lần nào, lý do là người ta mua cho em để quay game show cho nên tao tao đi mua đại đó. Rồi em thấy dây đẹp quá, người ta đưa tao đưa cho em mà em không mặc đó. Bây giờ nó còn mới trang xà beng luôn đó, cái eo nhỏ xíu rồi nha cả nhà ơi, cái eo nhỏ lắm luôn á. Dạ đây cái quần phọt rất là đẹp luôn. Rồi ai lấy cái quần, ai lấy cái quần? Lê Thị Hồng Liên chia sẻ chưa? Lê Thị Hồng Liên, chị Hương ơi, tặng em áo đầm 53 kg. Dạ không vừa nha chị, dưới 50 kg mới vừa. Rồi Lê Thị Hồng Liên nha, cái quần. Rồi bộ này chắc để bên sân khấu quá, tại vì nó quá trời quá đó. Đó quần trắng, à quần đen đã, rồi giờ tới quần trắng. Quần trắng này cũng 45 kg mới vừa nha, nhỏ lắm. Dạ Tuyết Mai ơi, em tư vấn cho mọi người giùm chị nha, kem nám bao nhiêu xuyên vỏ? Dạ kem nám này là tụi em mới tặng thêm 3 tinh chất đặc biệt cho không tái lại nám, hỗ trợ mờ vết nám vết tàn nhang 1880. Dạ xong rồi tặng thêm một tiết kem chống nhăn vùng mắt 300k nha, có nghĩa là mua một được tặng 300k lại, là cái tiết kem nhăn vùng mắt đó. Hương Diễm 1880 nha cưng, được tặng lại 300. Rồi cảm ơn chị Hương Diễm Phạm đã hỏi nám nha chị. Rồi trả lời Hương Diễm Phạm giùm đi ạ. Trả lời chị Hương Ngô giùm luôn đi ạ. Các đại lý có trong đây không ạ? Các đại lý ơi, các đại lý ơi, nay quần trắng nha, quần trắng, quần trắng hả? Mai Nguyễn nha, quần trắng nè, còn mạc luôn nè đó, người ta mua cho mình làm game nha các bạn. Dạ Mai Nguyễn ha, rồi xong còn mạc luôn đó. Hương cố gắng còn xịt dầu thơm vô cho cả nhà mình nữa đó. Dạ em cố gắng em dầu thơm này nè quý vị, khi nhận quà quý vị sẽ thấy nó thơm má hú đó. Quần trắng rồi, áo đầm, áo đầm này thì ai mặc cũng được nè, lý do là biết sao không? Nó tròn vo nè, à tròn vo, tròn vo cưng không cả nhà? Có cái túi nữa nè đó, túi nè người ta mua tặng em á đó. Rồi dễ thương không? Quần trắng cho mất tiêu rồi, cả nhà chia sẻ livestream ra nha, em tiếp tục tặng quà nha. Đây chấn động không đó, áo đầm này ai mặc cũng vừa hết trơn á, áo đầm này tròn tròn mặc cũng được luôn, bự bự cũng mặc được luôn, 50 kg đổ xuống. Quần trắng cho mất tiêu rồi mấy chị ơi, qua áo đầm rồi, áo đầm, áo đầm Mỹ Kiều. Mỹ Kiều, Mỹ Kiều Vũ Uyên Nhi single, chào chế, nay chế có cái tóc đẹp quá, tóc đẹp không Vũ Uyên Nhi ơi, cái này mày mập mày mặc cũng đẹp nữa nè. Mỹ Kiều ơi, tặng Mỹ Kiều nha, Mỹ Kiều. Rồi quần da bò cho luôn rồi em ơi, son môi có hàng chưa? Chưa nha cưng ơi. Dạ áo 45 kg, không biết áo 45 kg nè chị ơi, chắc áo này chị vừa nè. Dạ chia sẻ livestream ra giùm em nha, cái này đầm luôn, đầm nha cả nhà, đầm nha đó. Đầm này cũng vậy nữa nè, đầm này lịch sự sang trọng nha. Ngọc Kiều hả? Rồi tặng Ngọc Kiều luôn đó. Cái đầm này á, nó không còn mới cho nên chắc em không dám tặng cho mọi người quá, tại em thấy nó dễ thương quá em hay mặc. Không biết cái này con Tuyết Mai nó vừa không cho nó, cái này là phải fan em mới dám cho nè, giống cái kỷ niệm của em thôi. Dạ tặng gì cũng được. Trinh Nguyễn chưa chia sẻ livestream, chị Trinh Nguyễn ơi chưa chia sẻ livestream, chị Trinh Nguyễn ơi tặng gì cũng được, dễ thương quá. Áo này em mặc rồi mà nó em rất là thích luôn đó. Công thức mai nãy lì ghê ha. Ê mai tao nói mày nghe không, vậy quý là ở bên cộng đồng mà mày cứ đòi cua người ta hoài, mày kỳ quá, người ta không thích mà. Tuyết Nhung em đầm đen lỡ cho rồi cưng ơi, áo đầm xanh lỡ cho luôn rồi. Dạ Ngọc Kiều đọc tên rồi, có tặng giày dép không? Có mà chưa soạn ra được. đó là Thùy Dương. Thùy Dương, Thùy Dương nha, Thùy Dương nha, để chị lựa thêm bông chị tặng cho em chung với cái này, tại cái này chị mặc nó hơi cũ tại chị rất là thích nó. Tặng em đi chị. Rồi Thùy Dương tặng xong luôn. Rồi bây giờ em tặng qua tới em còn còn áo sơ mi nè. Em tặng qua tới cái đồ bịch lên đầu nha, bịch lên đầu với băng đô chịu không? Đây áo này là áo sơ mi, áo sơ mi đẹp nha cả nhà, áo sơ mi này đẹp nè cả nhà ơi, cái màu nó vậy nha chứ phải cũ nha. Áo này quay game show có một lần tháo ra. Dạ đây được không ạ? Đây áo cái phọt dễ thương lắm cả nhà mình ơi, đó cả nhà mình ơi. Rồi áo này cái phọt đẹp chứ phải cũ nha, mới mặc có một lần quay game thôi đó.
quay cơ hội để đời đó cả nhà. Bây giờ cho tặng em cái gì cũng được, miễn là đồ của chị. Mai Nguyễn chia sẻ livestream đi cưng, chị sẽ tặng cho. Ừ, bây giờ người nào trên 50 kg chuẩn bị vô nè, tại vì chị tặng băng đô nha. À, chị tặng kèm thêm một món quà nữa để cho các em. Còn quà gì để tặng kèm băng đô này ta? Cái này mới nè mà sao nó bị lòi này ra đó. Băng đô đó, băng đô. Rồi áo cho em mua bộ kem dưỡng trắng. Dạ dưỡng trắng không có tặng tiếp nhăn bùng mắt nha. Dạ nám mới được tặng nha bé. Áo sơ mi đi, áo sơ mi đi chị, em 49 kg. Rồi Mai Nguyên không giấu được áo sơ mi luôn. Xong xong ha. Rồi để chị kiếm nha Mai Nguyên. Rồi để chị kiếm đồ chị tặng nữa. Rồi băng đô Hương đội trên đầu sẽ kèm với món gì của Hương Thị đi được vậy? Nạ hay gì? Có gì? Đợi em chút nha, em tặng băng đô này kèm một món quà của Hương Thị. Dạ. Để làm kỷ niệm nha cả nhà mình ơi. Dạ. À, em tặng tiếp kem đêm được không? Để dưỡng trắng da chung với cái băng đô. Tiếp kem đêm nha, kem đêm. Tiếp kem đêm đâu ta, trong đây có không? Đợi em chút nha cả nhà ơi. Em kiếm cái tiếp kem đêm em tặng cho cả nhà. Dạ đây. Tiếp kem đêm nha cả nhà. Kem đêm 5g, giá của nó là 100 mấy chục ngàn, em tặng chung với băng đô. Hỏi đọc tên là được tặng băng đô với tiếp kem đêm nha. Chịu không? Đây. Đó, tiếp kem đêm nha. Hương đỏ cái gì cũng đẹp. Dạ đây. Cứ vậy là được tặng này nha cả nhà mình ơi. Dạ, Trương Hằng chưa chia sẻ livestream nha cả nhà ơi, chia sẻ livestream đi. Em tặng băng đô với tiếp kem đêm, tiếp kem đêm là 100 mấy chục ngàn á. Chị Hương dễ thương. Kem đêm làm trắng da. Rồi Kỳ Phương, dạ Kỳ Phương được một băng đô và một tiếp kem. Băng đô bất kể màu nha, bất kể màu ha, bất kể màu nha. Rồi em có một đống băng đô nè. Đó, bất kể màu nha, em sẽ tặng bất kể ha. Xịt dầu thơm vô luôn. Đó, Lan Anh Đỗ chia sẻ livestream đi ạ. Chia sẻ livestream cho em đi, em sẽ tặng. Hồi nãy mới đọc được tên rồi phải không? Rồi, Trương Hằng chưa chia sẻ nha, có cái dấu là biết chia sẻ à. 2 3 Em có 3 cái rồi, em đọc liên tục nha. 3 cái là thấy cái tiếp này kèm theo rồi đó. Rồi em chuẩn bị tặng cứ cái tiếp kem, tiếp kem với cái băng đô, tiếp kem với băng đô nha. Dạ tiếp kem là 100 mấy, chơi lớn luôn nha cả nhà ơi. Dạ rồi Hồng Nga nha, Hồng Nga. Dạ Hồng Nga. Dạ Ngọc La, Ngọc La. Đó xịt dầu thơm vô luôn nha, xịt dầu thơm vô luôn. À kế truyền, đây đây đây, chị gửi băng đô. Ê, cái này nó bị lòi lên vậy chứ không phải nó bị cũ đâu nha, chưa có gài á. Kỳ Phương, rồi đủ chưa? Vẫn chưa đủ nha cả nhà, mới có 6 à. 2 4 6, còn người nữa. Một băng đô kèm với lại một tiếp kem băng đêm dưỡng trắng da đó. Đây đủ chưa? Đủ 7 bạn chưa? Dầu thơm nang cầm mua rồi, thơm chấn động luôn chị ơi. Fiona hô hô. Chai này phải không cưng? Bởi chị đâu dám đem tên tuổi chị ra đâu. Cho nên là chị khi mà chị bán cái gì là chị chất lượng sản phẩm chị tin dùng. Và đây là một cái người bên Úc á. Họ đã xài rồi, khán giả bên Úc á, khách hàng bên Úc á, người ta mua người ta xài rồi. Mà người ta còn lên đây comment là cái chai chị cầm thơm dữ lắm. Đó, là có uy tín lắm, Hương uy tín lắm. Chứ không có dám mà dám giỡn. Giỡn với lại khách hàng mình đâu. Rồi đủ tên chưa? Tặng cho con với cô Thùy Trang Nguyễn một luôn. Cherry Kiều có chia sẻ luôn. Rồi đủ chưa? Cứ một này với một kem nha. Em tặng một này kem nè, dưỡng trắng da, trắng báo em. Đủ chưa? Rồi băng đô xong. Nè. Rồi bây giờ cái chùm đầu lưới này. Ôi nhưng mà bây giờ cái này phải kèm với cái gì chứ? Mà tụi em ai có ít tóc không? Chị mới chỉ cho làm nè. Dạ cái này là chùm đầu lưới nha cả nhà. Cả nhà biết làm không? Biết làm không? Em làm cho.
nè, cái đầu mình chùm vậy nè, đó, chùm vô đó, rồi mình quấn cột thành cái nơ, ví dụ vậy đó, nó gọi là chùm đầu á. Rồi ai lấy không, ai lấy không, chùm đầu lưới nè, chùm đầu à, chùm đầu này là để ra, ra gì quên rồi, giống như giả làm băng đô nè đó, và chùm đầu thun nè đó, cả nhà thấy thì sao, tặng em với chị. Tụi em ơi, tụi em có thích cái chùm đầu này không? Vũ Thị Kim Liên tặng kem một cái gì cũng được, ok, tặng kem một cái chùm đầu nha, và một tiết kem nha, Vũ Thị Kim Liên. Dạ đây, rồi chùm đầu, muốn chùm này hay chùm lưới, muốn chùm này hay chùm lưới, nhiều loại lắm, muốn lấy cái nào cho cái đó. Tình chi, tình chỉ một đêm yêu, trời ơi, lấy cái lưới nha, với một tiếp kem nha. Đó, rồi sao có tên em khó đọc quá. Tình chỉ một đêm yêu đó, rồi cái lưới phải không em, với là một tiếp kem, rồi tặng em luôn. Feel now, ho ho, đúng rồi chị, thơm lắm, trời ơi chị không có dám tào lao với khách hàng đâu, có nào chấn động chị mới ra. Rồi hai bạn, rồi hai bạn rồi phải không, bác và bạn Vũ Thị Kim Liên, Vũ Thị Kim Liên với bạn gì mới đọc nè. Tình, tình chỉ một đêm yêu đó. Rồi cái lưới nha các em, xong rồi chị còn một cái lưới ấy, chị còn một cái bọc đầu nữa nha, chị còn một cái nữa nha, thun đẹp lắm, tặng kèm với một tiết kem. Trương Hằng hồi nãy cho đồ chưa vậy? Rồi Trương Hằng một cái luôn nha, vì Út không nhận được quà của chị Việt Hương. Và biết mà phiêu nào ô, hôm nay có kịch mới lụa máu hay lắm cưng, mà hết vé ngày 14 luôn rồi. Rồi xong ba cái, với lại một tiết kem dưỡng trắng da ban đêm nha, 5 gram.